Quy Team có gì? Quy Team có. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quy Team Moto và mình là Con Béo Moto Vlog. Hôm nay sẽ review cho anh em chiếc Honda Brick 125, độ đúng bằng một con Brick 125 luôn, có thể là hơn luôn. Rất nhiều đồ đúng không anh em? Anh em kê ghế đây, ngồi đeo tai nghe vào đi, xong rồi ngồi gọn gàng lấy một cốc cà phê, cốc nước hay cốc trà đá, ngồi nghe mình đọc cho anh em đống đồ chơi này lên. Có một chiếc Honda Brick 125 mà nói thật với các bạn luôn là chắc là không còn gì để lên được nữa rồi. Cái yên này thì là yên bọc để cho nó êm, chủ xe muốn là yên bọc nó phong cách êm thì là cái này là làm ở bên trên xưởng yên Chu Hạnh số 1 Cầu Mới. Mình bỏ hết yên cũ đi, mình thay vào cái đấy là Mood Royer. Anh em nhìn ấn xuống này, nó êm vãi luôn. Người ngồi sau êm, dành cho những cái tour đi xa cần sự êm ái, vì yên zin của nó sẽ hơi bị là cứng. Đấy, các bạn công nhận không? Yên zin nó sẽ hơi cứng. An đưa cho anh chìa khóa An. Điều này Smart Key. À để anh mở cái Smart Key, anh quay one shot một vòng anh cho các bạn đi xem mà. Đây, các bạn này này, Smart Key này. Bấm vào này. Đấy, bây giờ mình bấm vào này. Mở lên này. Đấy, các bạn thấy không? Và cái này là cứ phải đi gần người thì mới bấm được nhá. Hôm nay sẽ review cho anh em chiếc Honda Brick 125 mà đi siêu nhẹ luôn. À, có một điều mà bạn thì chưa lên, đấy là full bộ kit nội công 181 và 183. Đẹp đúng không? Chiếc xe mà dành cho các bạn thanh niên. Mình nghĩ là cái con này phù hợp với các bạn 18 đến 35 tuổi quay đầu. Mình thì đến cá nhân mình này, mình 22 tuổi mình vẫn thích đấy. Mình vẫn thích, mình sở hữu chiếc Brick này, độ Brick này rất là nhiều, rất là lâu rồi. Nhưng đây là một trong những con mà giáp kiểu đồ chơi nó kinh hoàng khủng khiếp như này. Một trong con mà lên gọi đồ chơi không còn gì để lên nữa. Hôm nay ok, như mình đã nói rồi, anh em có cà phê có nước rồi đúng không? Ngồi bắt đầu mình đọc cho anh em xem cái món đồ của nó nhá. Ok anh em. Đi anh em, khóa Smart Key. Lên bộ Honda Smart Key vào đây. Cái dàn đầu này anh chắc mất phải tầm 2 phút để anh ngồi đọc. Mày ngồi yên, lên yên thì rõ ràng đi. Xong đi, setup camera xong rồi đúng không? Bây giờ đầu tiên nhá. Nắp Tiga. Đấy. Đây là nắp bình xăng Tiga. Những cái này thì không cần chìa nhá các bạn nhá, không cần chìa luôn. Ấn xuống, mở ra, nhấc lên là đổ xăng luôn. Thì cái này đặc trưng dành cho những anh lớn mà xe để trưng bày, xe không cất ở trong hầm rồi khe không ấy. Chứ với cả nhà giàu nhiều tiền, không có nhiều sự ghen ghét, ghen ăn tức ở, thả dầu, thả cát vào đây là thôi cũng đi toi dàn kim phun luôn. Đấy, cái này tự mở ra được, không cần chìa khóa. Của Tiga nhá, Tiga là sản phẩm độ của Mỹ, nó cung cấp cho Brick rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là Olin châu Âu. Con này là Olin 68mm. Bản này thì anh em sẽ thấy những anh lớn PKL hay lắp. Đây là con này, con Olin gọi là Olin bạc 68, kèm thêm với pad của DMW, pad full pad trợ lực. Đấy, full pad bắt trợ lực kinh không? Ốc titan, vãi trưởng luôn. Xuôi ngồi bắt khuyên qua không bắt lên, xong rồi bắt lên trợ lực thẳng tắp luôn, anh em nhìn thấy không? Tiếp theo nữa chủ xe muốn là một cái bộ chụp pad này cơ, nhưng mà vì là ở thị trường Việt Nam chưa có cái mã vẽ đấy. Như ở bên Tiga có cái mã vẽ là nó là cải gù này luôn anh ạ. Nó là cải gù này luôn, kèm với pad trợ lực luôn. Lắp chuẩn như zin luôn. Nhưng mà không đặt về kịp nên là thôi lắp tạm với khách này, khách chơi đã, còn nếu mà khách thích thì mình lại order cho khách. Quy Team Moto có một câu slogan là gì? Order cả thế giới về tay bạn, miễn là bạn có nhiều tỷ, nhiều tiền ở trong tay, mình có thể order tất cả đồ về cho bạn được. Nhưng mà cần thời gian nhá. Đấy. Tiếp theo vào đây. Chưa hết đâu em. Đây, trợ lực Olin kèm pad.
bộ khóa Smart Key kèm chảng 3 CNC. Đấy, kinh khủng chưa? Từ kinh khủng này đến kinh khủng khác nha. Công tắc CB650F này. Công tắc này đố em biết công tắc gì luôn. Lắp cho CBR150, lắp cho Honda MNX, lắp cho rất nhiều dòng xe đẹp. Đố anh biết luôn. Không biết đúng không? Công tắc zin của Honda PCX. Vậy nổi yeah, đẹp luôn. Tưởng tưởng cũng của CB chứ. CB. Của PCX. Công tắc zin của CB PCX. Kèm thêm là đây là cái này là thay cái cụm chân gương bắt lên, nhưng mà nó gọi là đẳng đỉnh cao của giả chó, cho anh em chờ tí để tiện công an nó đang đứng đây, mình không muốn ăn di chuyển lò xo phuộc zin. Nhưng bên trong là thay hết bằng ô lìn luôn. Đấy, kinh khủng chưa? Tất cả đúng vặn này, lò xo này, ti phuộc này là ở bên trong là của ô lìn hết. Dã man chưa? Dã man con ngan chưa? Thôi, quay ra đầu này đi. Em đứng đầu này xem có gió không, anh em hơi bị xè xè, các bạn thông cảm một mình tí nhá. Tổng côn chơi tổng côn Akosato. Nhẹ vãi cả trưởng luôn. Z1000 này, rồi là những cái dòng mà Ducati dây côn dây này, rồi là những dòng 650 này, rồi các thứ đều lên con này. Vì nó quá nhẹ luôn, quá ngon, quá đẹp luôn. Akosato bản kỷ niệm 50 năm. Tiếp theo nữa, RCS15. Trông như billet đấy nhá. Hay thật, Boxa 15. Kèm cốc dầu T-Factory, anh em nhìn thấy liền khối như zin không? Cắm này, đấy, trong suốt này, T-Factory. Và cái lõi ở bên trong dầu này, lõi để đưa dầu vào ấy, nó bằng titan anh em nhá. Xịn cực luôn. Có cái nữa là bạn ý chứ không lên là đấy là gì? Người An biết không? Domino. Yeah. Nhưng mà mất lên cái cùng công tắc này rồi. Lên cùng này đấy là không lên Domino. Đấy, và thêm một dây dầu này các bạn nhìn thấy không? Dây dầu heo. Đấy. Dây dầu heo. Full bộ dây dầu heo. ABS nhá, dây ABS các thứ dùng bằng dây dầu heo hết. Quả trợ lực này. Là dây dầu à? Đẹp không? Gọn gàng không? Dạ. Yeah. Đẹp luôn đấy. Smart key rồi, dây dầu heo, đầu ơn rồi. Chưa hết đâu anh em. Một cái dây dầu heo, một cái này nó mua được 3 cái dây dầu heo anh em. Một cái này mua được 3-4 cái dây dầu heo. Cái này là ngắt dầu, chỉ có ngắt dầu Starbuy này, ngắt dầu của Brembo này, con này là ngắt dầu Akosato anh em. Cái điểm ngắt này rất là đơn giản nhé, khi chúng ta bấm nó xuống đưa nó ra cái là dầu nó không chảy nữa. Đấy là ngắt dầu, và thêm cái ngắt dầu của Thái là Swift nữa. Nhưng Swift thì chơi lấy màu thôi, Swift thì ngắt vài lần là hỏng luôn, không chạy được cái ấy. Còn ngắt dầu này của châu Âu nha, em yên tâm về chất lượng. Ngắt dầu của Swift thì ngắt được vài lần thôi, nhưng mà khuyên thật anh em là nếu mà chơi lấy màu, ngắt dầu Swift cũng đẹp lắm nha, rẻ. Kèm với theo heo là vì là chủ xe đi ABS các bạn ạ, lòng ABS đây nên là chủ xe đã sử dụng con gọi là con gì nhỉ, con heo Brembo P4 này lên là đi cái con Corsa 15 là vừa đẹp luôn. Nhưng anh em thấy không, bạn ấy lên rất nhiều tiền nhưng bạn không lên vành CNC, chơi theo đúng kiểu phong cách zin luôn. Lốp thì chơi Michelin City Grip 2. Đấy, Michelin City Grip 2 mình thấy giống City Grip 1 chẳng khác mấy, đúng không? Cái dàn đầu này anh em cộng cho mình xem bao nhiêu món rồi, nó quá nhiều rồi. Thêm cái nữa này, bao tay tí nữa mình sẽ khách lên lấy xe, khách ở Quảng Ninh, khách ở Quảng Ninh nên là tí nữa mình lên mình lấy xe về ấy. Khi chủ xe lấy xe ấy, mình sẽ tư vấn thay nốt đôi bao tay của con Daytona Katana hoặc Daytona Rio. Daytona Rio cũng là Daytona Katana, Daytona Lights đi với gù inox lỡ là phở phạch luôn, đẹp luôn. Tiếp theo nữa, dàn máy thì như mình nói rồi, không lắp ốp của cúp 125 này, không lắp những cái bộ độ này, để nguyên luôn, trơn luôn. Và máy thì cũng không lên, để nguyên máy. Và đây là cái dây tăng áp NK kèm với mô bin sườn mình đấu ở trong này, là con mô bin sườn của Uma Racing. Thụt thì là thụt ô lìn, nhưng mà trông nó lem nhem đấy các bạn thấy không? Trông nó rất là lem nhem vớ vẩn luôn, trông chẳng uy tín tí nào, nhưng mà đây là gọi là đỉnh cao giả chó. Bạn ấy sợ xước ấy, xước cái bình dầu bọc băng dính luôn. Chơi vãi. Đấy. Chưa hết em. Từ từ. Để anh review con này đã. Con này cũng là một con Akosato. Đi dây dầu heo luôn.
ngắt dầu Acosato, đi dơ dầu heo. Heo thì chơi con heo Brembo logo lớn đỏ, không chơi con Bilet hay không, mà tiền để bạn dồn lên đều cho tất cả những ô lìn này, phuộc trước ô lìn, phuộc sau ô lìn này, pen đạp ô lìn này, heo Brembo này, thì thực ra là con Bilet thì nó hiệu năng nó sẽ cao hơn một tí, đúng không? Ừ. Cộng với ngon hơn, thương hiệu cái hơn, đẹp cái, hơn. Ngắt cái này đi. Mày, được mà. Clip trước mày ngắt rồi, tao sẽ ngắt nữa thì đúng tao phải trẻ con. Thì tôi bảo là ngắt nhiều lần. Anh em mình đâu? Cái này là cái này là đầu đầu này là đầu đầu ơn nhá. Ừ. Dây bấm đầu ơn này. Đấy. Tiếp theo nữa. À mày là mất cả rồi. Đây, để anh. Đây là con pad nha anh em nhá. Pad này là pad CNC lắp cho heo Brembo, Adeline, Frendo, Brembo Billet đều lắp được hết. Pad này pad quay heo quay trên. Pad heo quay trên. Đấy, màu đen luôn, nhôm đen anode luôn. Đẹp không? Full luôn, chỉ có tháo ra lắp vào thôi, không cần độ chế căng kiếc gì cả. Đấy, lòng ABS đen này. Đấy, các bạn thấy không? Và tiếp theo nữa. Đấy, An nó vừa nói cho mình đang nói đến cái pad này. Tiếp theo nữa, các bạn biết cái gì không? Hiệu năng lớn, piston lớn, pen đạp kèm bình dầu luôn. Đây là cái bình dầu anh em, dầu nó chữ đây này. Đây có lỗ tăm dầu ấy. Cái này là pen đạp Brembo, chuyên cho lắp cho xe to. Đấy, và con này là lắp cho 650 ngon này, rồi 1000 cũng ngon này. Nếu mà anh em cần thay thế này, hay là những anh em mà R15, MT, hay là những anh em CB300 lên số 7, số nhất, con này hợp với những các bạn lên số 7, vì cái tầm đạp của nó rất là tốt. Đấy, nhấn phanh, phanh ăn ngon, an toàn. Nhiều nhiều anh em lên bộ số 7 độ sẽ thấy là sẽ không được ăn như trước, đúng không? Không được ăn như zin. Do tầm đặt cái pen của nó sẽ khác tí. Thì con này là piston lớn, piston lớn kèm với thêm là cái của này là hàng chính hãng của Brembo, hiệu năng cực tốt luôn. Đấy, thì bạn này bạn lên thì anh em thấy lên độ an toàn hiệu năng không? Đấy. Và tiếp theo nữa là cái ba ga trông nó gọi xù xì ngày thôi, nhưng nó là hàng sản phẩm chính hãng của con xe gì, của H2C, lắp chuẩn cho MDX SF, MDX đời cũ luôn, ngon lành cành đào. Lốp sau thì sử dụng quả lốp vẫn là Michelin City Grip 2. Và tiếp theo quay sang bên này, nhông xích thì bạn ấy đã lên bộ nhông xích, là không chọn những bộ nhông xích của Z-Grab hay là những bộ nhông xích nhôm CNC, mà bạn ấy đi bộ nhông xích Hyoko, xích Racing Boy 750.000 cho cả bộ combo này luôn, ngon đét luôn, xích Racing Boy luôn anh em, xích chính hãng Racing Boy luôn, đắt nhất cái xích. Còn nếu mà full bộ Hyoko mà xích ác đúc với cả xích ác đúc này anh em, xích ác đúc với cả không phớt cao su, nó có 550.000 thôi, quá rẻ luôn. Nhưng mà không, bạn này bạn lên hẳn bộ xích Racing Boy luôn. Và cái mình cảm nhận khi mình đi con xe này ấy, nó vẫn nhẹ nhàng như zin, nhưng nó êm lắm. Khi mình đi lên cái G ấy, thì cái anh em thấy ở Hà Nội mình có đặc sản cái quả G ấy, thì đi qua đấy nó không bị sàng xe, không bị lắc xe. Đi một mình thì chắc xe, đi tốc cao chắc xe, nhưng đi nếu mà đi chậm thì lại cực êm luôn. Đấy, đấy là hiệu năng của Olin. Và cái này thì anh em nhá, ti vẫn là ti zin, vỏ vẫn vỏ zin của Merrick nhá. Thay hết ở bên trong lò xo các thứ là của Olin, dầu chơi dầu Impon. Còn con này Olin sau thì nó cho hiệu năng êm. Thế mà vẫn còn chưa thỏa mãn được, cái ông còn đi cuộn bọc quả hiên êm nữa. Nói đùa. Không hiểu nổi gì. Kiểu một cách chơi nó cực kỳ là cầu toàn ấy. Nó muốn là cái gì nó cũng phờ phạch ấy. Thế là gương anh em thấy không? Gương thì quá nhiều lựa chọn để bạn đi gương chơi. Thì nếu mà nói đến cái tầm tiền mà đôi 3 triệu một quả gương để bạn đi lắp thì thừa khả năng. Đấy. Nhưng mà vấn đề là gì, không lắp phải thích gương zin này. Mình chưa hiểu tại sao mà thích gương zin. 10 ông đi MDX thì có một ông này ông giữ lại là gương zin nhá, còn 9 ông còn lại tháo hết ra rồi, vứt đi đâu không biết, nhưng mà tháo hết rồi nhưng vẫn giữ gương zin luôn nha. Và đi con này thì nói đùa, hiệu năng thì vãi cả đái luôn, công tắc cùng công tắc dùng sướng nhá. CB 650F nhá, bên này là công tắc nhá. Đấy, các bạn thấy không, tắt bật đèn luôn. Đấy, đề nổ đề này, anh em CBR lắp con này thì cũng hết bài. Hàng mình đang về rồi, vì nó ngon quá nên mình đặt về để mình lắp cho anh em CBR rồi, thay một bên thôi. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Đây là một sản phẩm của PT Moto. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi, mình là Quân Béo. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nha.